Laptop Asus Gaming TOF FX506Li và laptop Asus Gaming TOF FX506LH. Đây là hai chiếc laptop gaming bán chạy nhất của Asus ở thời điểm hiện tại. Đây là loại laptop thiết kế nâng cấp chuyên dùng cho việc chơi game, đòi hỏi cấu hình cao, xử lý các tác vụ nặng, bộ xử lý mượt mà và kèm theo đó là thiết kế đồ họa đẹp mắt. Thay vì thiết kế cồng kềnh thì dòng sản phẩm này lại mang lại trải nghiệm gọn nhẹ với thiết kế viền siêu mỏng trong khung máy 15,6 inch, cùng độ phân giải Full HD cho chất lượng hình ảnh chân thật và sắc nét. Tần số quét lên tới 144 Hz cho chuyển động in-game mượt mà, phù hợp cho những game thủ đam mê các tựa game FPS. Sản phẩm đã được trải qua các tiêu chuẩn khắt khe trong các bài kiểm tra về độ bền. Các thiết bị được thử nghiệm như là rơi rớt, độ rung, độ ẩm và nhiệt độ khắc nghiệt nhất. Cùng với đó, sản phẩm còn được trang bị hai loa nâng cấp phát ra âm thanh lớn hơn 1,8 lần và âm trầm sâu hơn 2,7 lần so với các hệ thống trước đây cho trải nghiệm âm thanh sống động hơn. Công nghệ DTS:X Ultra của dòng laptop Asus này mang đến âm thanh vòm ảo 7.1 có độ trung thực cao cho âm thanh chất lượng như là dạp hát với tai nghe tương ứng. Thực sự đây là mẫu laptop gaming mang đến hiệu năng tốt nhất để chơi game, livestream hoặc là ngay cả thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. CPU đến từ Intel thế hệ thứ 10 cung cấp khả năng xử lý đa nhiệm nhanh chóng. Với TOF FX506Li được kết hợp với card đồ họa rời GPU GeForce GTX 1650 Ti và với TOF FX506LH được kết hợp với card đồ họa rời GeForce GTX 1650 4G. Với mức giá dao động từ 20 cho tới 21 triệu đồng, giúp bạn có thể đảm bảo được tốc độ, trải nghiệm tốt nhất cho game thủ trong các trò chơi phổ biến hiện nay. Sản phẩm đang có sẵn hàng tại tất cả các chi nhánh Hà Nội Computer, đi kèm với đó là rất nhiều quà tặng và chế độ bảo hành chính hãng 2 năm.